À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Tô Tân qua Tuyên Quang và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của Cộng hòa Liên bang Đức. Và ở tập trước các bạn cũng thấy sức mạnh của đội cận vệ già chưa? Và trận hải quân của mình đã thực hiện viện chiến. Bây giờ thì ở tập trước là mình đã có quyết định tuyên chiến với tất cả các cường quốc của châu Âu rồi. Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Và ấy, bây giờ thì mình sẽ chiến tranh với tất cả các nước phương Tây. Đấy, phía đông thì mình xử lý xong rồi. Chiến dịch Barbarossa của chúng ta đã hoàn thành và chúng ta đã xóa sổ nước Nga rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn ba nước đáng để phải gọi là lớn thôi, đó là Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Nói thì thế đấy, nhưng mà bây giờ mình chiến tranh trên cả hai mặt trận, đó là trên biển và trên bộ. Khi bây giờ mình đang bao vây các hải à, đây này. Chết rồi, một hạm đội nữa của anh đang tiến đến. Chúng ta sắp phải đánh nhau to rồi. Không sao, chúng ta cứ phong tỏa cảng biển này lại đã, không cho hải quân anh tiến ra đường này. Và mình nghĩ là mình sắp chuẩn bị phải đánh nhau rất nhiều đấy, nhất là đánh nhau trên biển. Nhưng mà thế nó mới thú. Cho bọn này ra đuổi đánh kìa, cho cái thuyền pháo mà đánh auto là nó hay bị chết. Cái thuyền này thì không nên cho nó vào, bởi vì cho nó vào nó đánh auto là nó sập luôn đấy. Cái hạm này thì sửa xong rồi, bây giờ lại đến lượt hạm này đi tấn công. Cứ luân phiên nhau thế mà đánh nhau. Ở khu vực này nào ổn. Khu vực này vào đây à? Đúng rồi, hạm này mới có 7 chiếc, thêm một chiếc này nữa là 8. Ok, chúng ta tiếp tục phát triển đội thuyền buôn lên để có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ các cái điểm giao thương. Thế thôi, bây giờ chúng ta cứ làm full các cái điểm này. Mỗi cái điểm giao thương này chúng ta có thể đặt vào đấy 20 chiếc thuyền buôn. Đấy, chịu khó đặt vào đã. Về mặt kinh tế thì nói chung chúng ta cũng không âm nhiều lắm đâu, có 600 đồng thì cũng không sợ lắm. Vì bây giờ mình cũng không phát triển quân đội nữa, quân đội như này nó quá nhiều rồi, mình cũng không phát triển nữa. Khi nào mình bỏ mấy cái khẩu pháo này đi, mình có dùng nó đâu nhỉ, để tốn áp kíp quá, không gì dùng nữa thì bỏ thôi. Rồi, phá phản lực thì để lại. Nó này thì bỏ đi, kể ra nó rank cao như này mà bỏ đi cũng phí, nhưng mà không dùng thì phải bỏ thôi. Rồi, cho upkeep là hết rồi. Ui giời, dương luôn. Đỡ bị cái thông báo. Ồ, tướng. Đỡ bị cái thông báo là mình đang di chuyển các cái quân đoàn này của mình sang phía đông, phía tây để chống đỡ lại với liên minh các nước phương Tây. Các bạn thấy trước tận trận trước rồi đấy, khi mà 4-5 đơn vị lính đời đầu của mình đây, các lính này là lính đời đầu này, mặc dù là tinh thần chiến đấu của nó cũng cực cao nhá, các bạn nhìn xem. Đấy, cũng tầm 16-17, tinh thần chiến đấu rất là cao. Thế nhưng mà vẫn không ăn thua gì với đội cận vệ già, nó nhìn thấy đội cận vệ già nó đã sợ rồi, hoảng sợ rồi. Đó là một cái điều mà chúng ta phải xử lý. Đấy, những đơn vị này, đây, quân đoàn này thì rất tuyệt vời luôn, tinh thần chiến đấu rất cao. Rồi, đấy. À, chúng ta sẽ tấn công thằng Pháp này tiếp. Nhưng mà mình không biết cái lực lượng còn lại của mình có đủ không, nhưng mà mình nghĩ đã đủ rồi, 4 quân đoàn này cộng thêm quân đoàn này nữa. Xuống đây, chuẩn bị. Mình sẽ cho các quân đoàn của mình đứng cạnh nhau, và với số lượng lớn như thế này thì người Pháp rất khó để có thể làm được gì.
Cho dù đó có là Napoleon đi chăng nữa. Bullets! Mouse! Chuyên viên nên cho quân đàn là đánh. Quân đàn này thì hình như là thiếu hai đội lính ném lựu đạn. Tuyển hai thằng ném lựu đạn đấy. Bọn ấy tinh thần nó cao hơn, khi cần nó có thể ném lựu đạn. Rồi chúng ta sẽ giải quyết thằng này, cho nó bỏ chạy. Lại cướp kiếm được tí sèng, quá tuyệt vời và ngọt ngào. Belagerung wird fortgesetzt. Ihr ergebenster Diener. Xử lý thằng này phát nhỉ. Ui ôi, nó có đội cận vệ này, pháo đầy cuối này, có cả đợt cận vệ già này, gớm ghê. Ihr ergebenster Diener. Sir, eure Befehle. Bereit für Befehle. Bereit machen. Trận này thì mình sẽ không cần quân tiếp viện. Phải đánh đã. Quân đoàn này có một đội kỵ binh đấy cuối đấy chứ. Đâu phải dạo vừa đâu. Mà nó đây này, nó có đội mình ngán nhất cái đội cận vệ già này. Chắc phải cho phá phản lực lã nát đội cận vệ già nó đó. Đội cận vệ già rất là mạnh. Rồi chúng ta đã có thể bắt đầu triển khai quân rồi, nhưng mình nghĩ là mình phải đặt xa xa chút, bởi vì nó có pháo tầm xa, pháo 12 pound. Như vậy thì chúng ta sẽ phải đặt pháo phản lực ở xa một chút xíu. Tất nhiên trận này mình công thì nó sẽ không công mình trước, mình sẽ chủ động hơn. Nhưng mà chưa biết kiểu đánh kiểu gì, nhưng mà nói chung là mình nghĩ là mình sẽ có phải di chuyển liên tục. Di chuyển liên tục sẽ khiến đối phương buộc phải di chuyển theo chúng ta. Mình nghĩ tầm này pháo của nó vẫn lã được mình, nhưng mà cũng chả có cách nào khác, bởi vì ở tầm này nó quá gần, mình không thể di chuyển xa, dàn quân ở vị trí xa hơn được nữa. Di chuyển liên tục là một cách phòng thủ rất tuyệt vời. Chỗ này đặt pháo vẻ hay hơn nữa. Mình thấy lựu đạn là một trong những đơn vị lính mà mình rất hay sử dụng. Cái chuyện mà nó ra nó chỉ có một cái điểm yếu, đó là nó hơi ít quân, nó có 120 đơn vị, trong khi các cái đơn vị lính bộ binh thông thường thì có 160. Nhưng mà điều đó cũng không quan trọng lắm khi là nó có khả năng áp chế tinh thần đối phương tốt hơn các đơn vị lính light infantry bình thường. Rồi mình sẽ bắt đầu di chuyển. Rồi, nó sẽ không tấn công mà đang di chuyển à? Tốt. Mình nghĩ là mình sẽ di chuyển à? Tướng của mình thì tốt nhất là chạy ra sau này một chút à? Xa xa hẳn một chút cho đỡ chết.
Rồi. Chết chết được con nào. Đó, phản lực của mình tầm bắn còn xa mít. À, nó đang di chuyển dần ra đây. Rồi. Kỵ binh của nó đang đến như một vị thần. Quá nhỉ? Không được, di chuyển cả đội hình nguy hiểm lắm. Bắn! Ta đang ở trong rừng nên là nó hơi khó quan sát này. Rồi chúng ta sẽ cho bộ binh cánh như này tiến lên nữa. Bộ binh cánh như này tiến lên thì kỵ binh sẽ bắt đầu có thể yểm trợ được. Chúng ta không thể cho kỵ binh tấn công được cánh bên này được, bởi vì nếu mà cần tấn công thì chúng ta sẽ ngu đòn đấy kỵ binh của Pháp ngay. Rồi đội hiệu lực lỗng thì sợ gì thằng nào. Rồi dàn quân ra đây đi. Kia đang tiến rất tốt. Trận này nó không được chỉ huy bởi các tướng huyền thoại nên là mình có thể nghĩ là mặc dù nó được có đội tận vệ già nhưng mà mình cũng sợ lắm. Mình chỉ sợ các tướng huyền thoại thôi. Lên chỗ này để khử hai khẩu pháo của nó. Phải có bộ binh yểm trợ, nếu không là chết. Không được phép tấn công khi không có bộ binh yểm trợ. Đơn vị này rút lại. Mình của nó ngu rồi. Đuổi à. Mình của nó ngu rồi mà. Không. Tâm, nó có bộ binh yểm trợ mới ăn được. Hay giả đơn vị này bị thương nặng thế. Bắn đã. Rồi đợi cái binh cứ lùi lại. Từ từ đi. Bên này chúng ta giải quyết được xong pháo của nó rồi. Artillerie au rapport. Cánh bên kia thì đang ổn. Cánh bên này chúng ta sẽ di chuyển bộ này lên nữa. Chưa bắn tiện là chủ lực của quân Đức.
đổi hình hình hộp rỗng, thiết lập ngay. What the hell, bọn này nó xếp đội hình kiểu gì đây? Chỗ này có một cái hẻm núi, nó sẽ nấp. À, vòng ra sau lưng mình à? Rồi, ý mày là như thế nào? Ý mày là như thế nào? Tấn công bị binh, anh bộ binh bằng cái này à? Nếu mình không nhầm thì nó đang muốn chạy vòng sau lưng mình, tướng nó đã dẹo. Ôi, nó đây đi, nó đây chết mốt con mình. Chết đội kỵ của nó rồi. Sợ. Chết cho một cái nhà. Rồi, quay lại đây. Nó chạy rồi. Vã ở đây cho anh. Đánh bên này coi như xong. Ta sẽ tận dụng cái hẻm núi này để tấn công. Thần mà này cao quá chậm, lấy mãi chưa chạy. Rồi binh ngồi lại, binh thì không lên sông pha nhiều quá. Tao mấy thằng kỵ binh của chúng mày, kỵ binh của Pháp thì chỉ có dùng kỵ binh đội hình rỗng này mà chống, chả có cách nào chống được, bởi vì không có một đơn vị kỵ binh nào của chúng ta có thể chống đấu tay đôi được kỵ binh Pháp. Rồi chúng ta sẽ kiếm tao rất đẹp ở đây, nghĩ là phía bên đây là đẹp nhất. Rồi đấy. Booster infantry chưa thích. Tiến đến như một vị thần. Nó đang tiến lên như một vị thần. Nó có các đơn vị pháo binh. Binh của chúng ta sẽ phải làm việc và tiếp tục làm việc. Ôi đội cận vệ. Từ từ ra đây. Cận vệ này nguy hiểm lắm. Mình có sốc thì phải sốc từ đó sau lưng, sốc trước mặt thì không quan thôi. Đội cận vệ già nó đâu nhỉ? Đây à? À ôi, pháo nó bắn rồi. Lên. Tiến lên. Phải sốc từ đằng sau lưng như này mới ăn được quả cận vệ. Rồi.
đây là đội cận vệ trẻ thôi, chứ không phải đội cận vệ già, đội cận vệ trẻ. Đây, đội cận vệ già đâu nhỉ? Đây à? Đội cận vệ già nó sẽ chiến đấu. One of our units has used all its ammunition, sir. Rồi, xong đội cận vệ trẻ. Loại bỏ khẩu pháo kia của nó đi đã. Bắn mình rát quá. Lùi lại xíu đi. Xem chừng nó định bắn móc lốp mình. Hết đạn rồi. Cái mình có các cái đơn vị này đứng ở đây nó bắn tạt sườn. Đạn rồi. Mấy cái thằng pháp phải bắn nhau tốt phết nhỉ. Ô, những con vệ già nó bắn mì thế. Phải như này mới ăn được nó thôi. Bắn từ đằng sau lưng. Những con vệ già nó là quật. Bắn tạt sườn, đội cận vệ già bị bắn tạt sườn. Chứ để nó lao vào cận chiến thì mình to. Ôi ôi, cánh này bị thương nặng quá. Quá phản lực vẫn đang làm việc rất tốt. Rồi, tiếp tục bắn vòng sau lưng nó. Bị bắn từ đằng sau lưng thì nó sẽ nhanh xuống tinh thần hơn. Mình tính mà nó sẽ cho kỵ binh đến đây mà. Nó hết quân rồi. Thôi, xử lý nốt khẩu pháo này của nó là xong. Attention, les canons! Les canons! One of our units has used all its ammunition, sir. Nó phản lực bắn trọng điểm thôi, bắn linh tinh. Tào lao quá. Đơn vị này hết quân rồi, lùi lại. Ôi, hết đạn được à? The men are fatigued, sir, and must rest a while. Rồi xong, chạy lốt rồi. Bị bắn từ hai phía thì chịu làm sao được. Chỗ nào cự cận vệ già thì cũng chết thôi. Rồi. Gần như trận nào mình đánh cũng toàn heroic victory thế này. Siegreich und stolz. Vorwärts! Marsch! Refab. Sie verstecken sich hinter ihren Weibern. Ja. Alles bereit machen. Lager aufschlagen. Wir ergeben's der Diener. Bereit, Siedlung wird belagert. Wir triumphieren.
cướp bóc lần hai, kiếm được khá khá tiền. Quái quỷ thật, nó cứ xèo xèo cái gì. Hai em bước nào. Rồi, hòa bình chiến đấu. Heroic Attacker, tướng tấn công huyền thoại rồi kìa. Này vẫn super rush, cái này nó chưa lên được. Ờ, nó chỉ còn mỗi cái skill này lên nữa thôi là mắc rồi. Rồi, rút về đây. Rút về đây. Sao nó không có tiếng rẹt rẹt thế nhỉ? Chuyển đi chỗ khác thì lại hết à? Kỳ cục thật. Rồi. Ăn đi, ngon thì ăn đi. Eagle này. Cho ta đây. Giảm nguy cơ bị ám sát đã. Còn quân đoàn nào nữa nhỉ? Hết rồi. Mình cho hết các quân đoàn xuống đây rồi nhỉ? 5 quân đoàn ở đây rồi. Người Pháp à, Napoleon à. Ây giả quân của nó cũng còn thiện chiến lắm. Không sao. Trên biển thì thế nào nhỉ? Trên biển thế nào? Có hết luật đi rồi à? Đợi thằng này nó ra gần mình pam nhau với nó sao? Sợ gì chứ nhỉ? Nền kinh tế của chúng ta đang dương trở lại rồi. Vậy thì sao mà phải sợ thằng nào đúng không? Bỏ lốt mấy cái thuyền tào lao và cái cục pháo này đi. Không dùng đến nữa thì bỏ đi thôi. Rồi. Quan trọng nhất là chúng ta có cái lãnh thổ ở phía nam này. Rồi qua lượt đã, chỗ này là hết lượt đi rồi. Cứ phát triển đội thuyền buôn lên là chúng ta sẽ lại lui được cái đạo quân của chúng ta thôi mà. Nếu mà điều kiện có cho phép chúng ta sẽ bổ sung thêm vài đơn vị hải quân nữa. Khu vực phía bắc thì cứ đánh chiến ở đấy là được rồi. Phía nam thì có hai hạm đội là cứ luân phiên đi đánh trận là được. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Rồi, development in these areas now will increase your nation's trading. Vâng, thưa ngài, tôi biết. Mất nhiều quá. Một đội súng trường bắn tỉa và một đội bộ binh à? Bổ sung cho nó luôn. Quân đây thì thiếu gì? Yes, sir. Rồi. Một vài lượt nữa thì hết. February. Một tháng nữa. Tháng 4 mới hết kìa. Mùa đông của nước Nga chưa bao giờ là điều thích thú với bất kỳ ai.
đội này sẽ dành riêng cho tướng Von Butcher. Có thể là Von Butcher sẽ cả cái đội súng trường bắn tỉa nữa. Mình vừa mua được ở đâu nhỉ? À đúng rồi đây. Đội súng trường bắn tỉa này. Chính xác 80 mà chỉ tuyển được có 2 thằng. Khôi phục nước Thụy Sĩ lên. Ây chà. Napoleon nhiều pháo này kìa. Pháp à. Nó không chiến tranh với thằng đệ của mình. Thằng Anh là chiến tranh với mình. Ai, qua lượt tiếp xem tình hình tiếp theo nó là như thế nào. Người Pháp một hiệp ước hòa bình với Tây Ban Nha. Thật khó có điều đó đấy. Occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Chúng ta không phải điều khiển. Chúng ta không phải điều khiển. Yeah. Napoleon đứng ra đây à? Để xem nó có chạy không? Chắc nó phải chạy nhỉ. Glorreicher Sieg. Sir, eure Befehle? Ihr ergebenster Diener. Hỏi thăm anh Napoleon có chạy không? Ô, vãi cả thằng Napoleon này liều thế. Nó dám một mình cân 4 thằng quân đoàn của mình cơ. Nó không chạy cả. Có chí khí đấy. Rất là có chí khí. Nhưng mà rất tiếc cho Napoleon là rất nhiều pháo nhưng lại thiếu kỵ binh. Thiếu kỵ binh thì làm sao mà bảo vệ được pháo. Có điều là nó cũng có những đơn vị quân mạnh. Những ngày tháng cuối cùng, những ngày cuối cùng của tháng 3. Ồ. Trên cái gò đồi này tuyệt thật. Bây giờ mình sẽ dàn quân ở đây đã. Thật tớ. 1 2 3. Mình đến lựu đạn nó áp chế tinh thần đối phương tốt lắm. Tất nhiên là nó không thể bằng đội cận vệ được. Nhưng mà đi so sánh đội cận vệ mới lính thường thì là
hấp dẫn quá đúng không? Mà nói chung là nếu các bạn chơi thì các bạn nên phải có bọn đấy. Góc này chúng ta sẽ triển khai quân chạy luôn lên cái cánh rừng này đẹp. Nó sẽ phải xoay hình theo mình chắc chắn luôn. Nhưng mà không đùa được vì Napoleon nó chỉ huy trận này. Napoleon chỉ huy thì trận đánh nó rất là phức tạp. Napoleon là một quái kiệt. Điều động quân của Napoleon nó có một cái gì đó không giống ai cả. Chúng ta thì không thể lường trước được. Người Pháp bắt đầu di chuyển và mình cũng sẽ di chuyển. Đội bộ binh duy nhất của nó đang di chuyển. Mình cứ bắn để tiêu hao bớt quân của nó đấy. Rồi cánh bên kia này không có lực lượng bảo vệ. Vệ binh của chúng ta sẽ chọn cánh bên này tấn công trước. Tiến lên, vạ kỵ binh của nó phát xem nào. Kỵ binh đâu rồi? Nhanh chân vào anh nhá, phát xem nào. Nhanh chân của anh phát. Quân địch đang bị rối rồi. Đang bị rối rồi. Rồi nó chạy cánh bên đấy thì nó sẽ lại bị hở cánh bên này. Hở cánh bên này chúng ta chuẩn bị sẵn sàng luôn. Không nhầm là nó sẽ di chuyển ra đây. Tiến luôn, nhanh chơi thủ. Chỗ này nó cắm trại, cắm trông. Chơi trò gì đấy nhỉ? Trông gớm thật. Trông mình chơi mình. Rồi rút ra. Ủa rồi. Không vào.
công cái nhật thôi. Kéo lên đi. Được nhát thế. Ăn chết thì nó luôn, sợ gì. Nó xong rồi. Cùi thôi mà. Yên tâm đi, chỗ này có cả kỵ binh hiểm trợ rồi. Bộ binh đấy, kỵ binh hiểm trợ nhau rồi. Người Pháp Napoleon mà. Napoleon trận này cũng không đứng. Napoleon mà mất kỵ binh rồi thì Napoleon còn gì nữa. Là một trận Waterloo thứ hai thôi. Thì thật nó cắm trông ở đây. Mình không xông vào được chứ. Ôi kìa. Các kỵ binh của mình, bộ binh của mình mất tinh thần này. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Nó đang bắn tạt sườn đây à? Chạy ra đây luôn. Bắn bộ binh nó cần gì phải bắn với khẩu pháo. Pháo của nó loạn rồi. Tăng tinh thần binh sĩ lên. Sao nào đánh nhau bộ binh của nó vậy? Đâu kém thế nhở? Bộ binh của mình nào? Sợ bộ binh của Pháp à? Nó ngựa hiểm trợ nên mình sợ. Our men are running, sir. Ôi. Bộ ngựa chạy dịch ra. Bộ ngựa chạy ra. Chuyển xuống ra đây. Nó bị bắn từ hai phía này thì nó xong. Rồi, vừa lại đây, bắn nhau tiếp, việc gì để cận chiến hội. Quay lâu nó chỉ huy khôn lắm, mình chưa ăn ngay được. Để nó ra đây được, quét tiếp cái hàng rào. Bên của mình xông vào là chết vỡ mặt luôn. Mày ra đây nhanh vòng sang cánh bên này thử nó. What the hell. Cánh bên này lôi lại ra đây một tí. Đây rồi, đội kỵ binh này rồi. Ăn. Tiến vào luôn. Áp sát mục tiêu luôn. Úi trời. Sợ gì dăm ba cái thằng này. Pháp này. Ăn này. Phá phản lực dẹp đi. Ôi ôi. Nó đang bị súng trường. Xong luôn. Xong luôn. Rồi có kỵ binh. Glorious victory, sir. It's soon to be yours. Có kỵ binh hiểm trợ rồi. Đội hình hiệp dẫn là để chống kỵ binh. Cái này toàn đội binh của mình xông vào mình sẽ. Rồi.
vào đây luôn. Napoleon đâu rồi? Có thằng Napoleon nó chạy rồi. Không. Xì. Thế á? Chỉ thế thôi á? Chỗ này là Pháp nó hơi thiếu bộ kỵ binh thôi. Chứ nó có kỵ binh thì mình cũng còn hơi mới ăn được. Ôi, thằng này nó lên sao rồi? Nó lên được cái skill heroic này rồi. Ôi, mạnh lắm, tướng này mạnh phết đấy. Sofort! Bereit machen! Marsch! Sir! Vorwärts! Marsch! Bereit machen! Sofort! Bereit machen und Befehl erwarten! Sir! Rồi. Bây giờ mình sẽ tấn công, được tiếp theo mình sẽ đánh vào đây. Đánh vào Thụy Sĩ, giải phóng Thụy Sĩ và chúng ta sẽ khôi phục này công Thụy Sĩ lên đã. Bây giờ thì xem là ôi giời ơi, Marienburg thủ đô của thằng Marienburg nó đặt ở đâu ấy? Đặt tít trên này à? Vãi, đặt thủ đô trên này. Mấy cái thành này thì không đặt. Đã đặt đâu thì đặt. Chả quan trọng. Ui dồi, toàn lính đề quý này, chết dở mình. À, quên anh đâu à? Mình vừa thấy có một cái hạm đội nó đi lẩn vẩn ra đây mà. Đâu à? Người Pháp. Qua lượt đã. À, xem là cái hệ thống chính trị của chúng ta này. Ôi giời ơi, bộ máy chính trị đang đội ăn hại này. Chetkin. Nhìn nhau. Ôi giời, nền dân chủ chả có giờ này thú vị. Chứ được cái tốn tiền xem được cái gì. Đúng là chỉ thay được màu cờ trên xác chết thật. Nếu mà đưa quân đổ bộ sang bán đảo Ý à? Cho quân đổ bộ bán đảo Ý. Ai già. Căng nhỉ. Đánh được ở cái vùng này cọt căng. You have recruited so many units, your treasury is buckling under the weight of their upkeep. Capturing new regions would spread. Của chúng ta quá lớn à. Mua nhiều quân quá. Mùa xuân đến rồi các bạn ơi. Sir, eure Befehle. Găm ba cái thằng Đức này, Pháp này à.
Rất nhiều pháo binh và kỵ binh. Thế thì lấy ai bảo vệ bộ binh của chúng mày? Bộ binh của mày đâu có lực để mà tấn công. Nó nhiều pháo như thế này thì mình không sợ lắm. Nó nhiều pháo và cũng rất nhiều kỵ binh, nhưng mà lại thiếu bộ binh. Kỵ binh và pháo binh không thể tấn công nếu không có bộ binh yểm trợ. Rồi. Trước mặt chúng ta là một cái quả núi rất là cao. Sẽ là rất tuyệt nếu chúng ta sẽ cho pháp phản lực thì gần như đứng ở đâu cũng bắn được. Rồi, chúng ta sẽ cho đơn vị bộ Damn này. This weather, sir. Wet powder makes misfires a certainty. Tuyệt vời, ông mặt trời. That's the infantry. Mình xem chúng nó di chuyển nào, là quân chúng nó rank cũng khá là sợ gì nhỉ. Rồi, đặt thêm đơn vị quân ở bên này nữa. Cái này có vẻ cái này à, nhiều gò đùi hơn đúng không? Chỗ này chúng ta có nhiều gò đùi hơn. Được. Nó rất nhiều kỵ binh mà. Được. Kỵ binh để xem kỵ binh của nó làm được trò gì. Chúng ta sẽ di chuyển liên tục và xem quân Pháp nó sẽ làm trò gì. Có vẻ như pháo binh của nó không di chuyển à? À có. Nói gì thì nói, cái cánh quân bên này cứ tiến sát ra bên cánh ngoài cho. Chạy lên cái gò đùi này. Đây. Công vào đây thì không hiệu quả rồi, vì chỗ này là có một cái gò núi rất cao. Chắc ăn thì cứ cho bọn kỵ binh này nó lùi lại xíu. Rồi, bắn kiểu vậy thì cầu Âu lắm. Ở đâu? Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, bắn. Tướng địch đang chạy ra này. Đầu thì chạy ra đây luôn, vặn sườn phá binh của nó là không làm gì được nữa. Nữa thôi, nó không bắn được nữa rồi. Ui ồ. Oh.
Nó là hướng sườn núi, đúng rồi. Thằng tướng của nó bị điên nặng này. Pháo binh của nó đấy. Bộ binh ở đâu hết nhỉ? Để lắm pháo vào. Đến đây. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái sườn dốc để bắn thẳng trực diện. Lùi lại. Bộ binh là sao hết bên này à? Bên này nó vẫn cho kỵ binh bảo vệ pháo. Cánh bên kia của mình không lên được. Lên thẳng thì pháo nó dãi chết luôn. Rồi. Sử mấy con ngựa này của nó đó. Làm nào cho đội kỵ binh lên đây được nhỉ? Đánh sát thế này làm sao cho kỵ binh lên được? Kinh quá. Mình đánh nửa đội hình à? Không được rồi. Làm nào cho cánh bên kia lên được nhỉ? Pháo nó nắm quá. Ôi mẹ, pháo nó cứ lã thẳng mặt như này thì sống làm sao được.
Our men are running, sir. What the hell? Được phá quá. Còn năm mấy đồng chí mà nó chạy rồi. Đấu tinh thần chiến đấu của bọn Pháp này ghê lắm. Quay lại đây. Rồi, cái binh nó còn nhiều chết ở trong đây nhưng không chết đấy. Chưa quay lại à? Our men are running, sir. Mắc lốp pháo của mình à? Khôn thế nhỉ? Binh của nó luôn. Có cách nào khác à? Tràn lên. Tràn thẳng vào đội hình của nó. Chạy lại. Bọn Pháp này ghê quá. Tinh thần chiến đấu của chúng nó phải thực sự là nó là đáng nể. Loại bỏ ngay mấy khẩu pháo này không thể chết luôn bây giờ. Rồi đánh cái quân này lên luôn, áp sát nó luôn. Our men are running, sir. Được cái binh rồi, vào luôn. Rồi cứ hết đám pháo rồi. Cái quân bên này vỡ mất rồi. Rút về đây đã. Rồi đội cứu binh đã giải quyết xong pháo nó rồi. Ăn. Bọn chưa bắn tỉa luôn. Ăn được rồi, trận này ăn tốt. The men are fatigued, sir. A must rest. Nó bị giam mỏng lực lượng rồi. Quấn quả trên liều cho bộ binh bên này xông lên bằng mọi giá không chết. Tấn công phải có kỵ binh yểm trợ không thì chết. Kỵ binh tấn công cũng phải có bộ binh và bộ binh tấn công. Sir, our general is under attack. Đó là tấn công tướng của mình à? Kỵ binh của nó tấn công tướng mình. Chạy ra đây. Sao mà Milita thì mà tinh thần chiến đấu kinh này.
Vào đấy. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Unload. Mấy cái binh này nó mất ở đâu? Rồi, cho bọn này lùi ra đi. Quân trận chiến. Lừa rồi, cái binh của chúng mày bị lừa rồi. Bình thần lên. Trời ơi. Con phạm lớn thật. À, điện này là điện cận vệ đấy chứ. Qua cũng chưa điện cận vệ. Thả nào. Giải quyết lốt mấy khẩu pháo này cho anh. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Sir! Befehle! Leichte Infanterie zu Befehl, sir! Grenadiere! Grenadiere! Thương vong nặng phết đấy nhở. Cái cá mình gần đây là gần thủ đô nên mà mình tuyển quân rất nhanh. Mình cũng có đủ sức để có thể cả có nhiều pháo. Dăm ba cái thằng Pháp này. Úi xời. Úi xời. Ai chà, nó cũng chém được mấy con ngựa của mình này. Chém được mấy con ngựa này. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Chạy rồi. Rồi, mấy con ngựa đây rồi. Nước. Ôi, trận nào cũng heroic victory.
Nhưng mà không có trận nào là nhàn hạ cả. Rồi, à, hai khẩu pháo phản lực à? Hai khẩu pháo phản lực. Population of hero. Người hùng của nhân dân rồi. Chúng ta đã học thêm được cái skill là người hùng của nhân dân. Hai khẩu pháo phản lực. Gì chứ pháo phản lực thì anh dự trữ trên này đầy. Rồi. Cái nào rất khó khăn trong trận chiến ở đây. Không chắc lắm nhưng mà không dễ dàng. Rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thích video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.